xét về một thằng chồng mà thật sự nó vô trách nhiệm là cỡ như là trắng trợn như thế, còn xét về gia đình chồng thâu khỏi nói quý vị, không có chi mà nó thật sự đáng và tự hào. Cái gia đình gì kỳ vậy? Cái gia đình chi mà cái như bây giờ nói thật sự, khi mà nghe con dâu mình nó mang thai cháu nội mình mà nó bị cỡ như là động thai động đồ, bản thân mình thằng cha chồng mình phải xử lý một cách gọi nó ôn hòa, nó đẹp đẽ đi. Đồ nó qua xin 200 ngàn, cút 200 ngàn đưa rồi xem như là mày đâu kệ mày, tao không quan tâm. Ủa sống gì kỳ vậy? Ủa sống kỳ vậy? Mà lên cộng đồng mạng bây giờ lên bảo là cái như là ừ tôi thương con, yêu con, thương cái chị giờ ba đứa cháu có đứa nào có giá cây xanh đâu quý vị, thương chị hay là những ngày vừa qua thấy tiền Mạnh Thường Quân gửi nhiều quá rồi thương à, thương tiền Mạnh Thường Quân, thương sự chia sẻ. Mà bây giờ nó thật sự nếu như tôi là mẹ con Trang thì bây giờ không cần phía nội luôn, tôi thật sự không cần phía nội phải tranh kiểu đó, gọi là mèo khác chuột. Những ngày vừa qua là nói thật sự ra đó, người ta gầm gánh để nuôi con nuôi cháu, không thấy mặt bà nội ông nội đâu. Đó. Đợi đến lúc mà xảy ra cớ sự à, thì bà nội lại là người xuất hiện để nuôi cháu, chăm cháu trong những ngày vừa qua. Mà đỉnh điểm nhất là cái khi Mạnh Thường Quân quan tâm. Trước khi tôi nói quý vị nha, trước khi mà kể như là Mạnh Thường Quân mà chưa biết về cái gia đình này đó, đó thì bà điện về cho con Trang. Con Trang lúc đó là bị công an bắt nha, bị công an bắt và dẫn nó đi để mà giám định à, giám định coi như là thương tật vì là test nhanh đó. Khi mà kể như nó vừa ra đó là bà điện cho nó là lên chăm cháu cho bà, bây giờ bà đuối rồi, bà đuối rồi đó. Bắt đầu là đợi Mạnh Thường Quân quan tâm với bà điện vậy thôi, mày khỏe lên để ta đồ. Bà này cũng lanh, nói thật bà này lanh, cái dạng lanh đây dạng lanh chanh đó. Ngày xưa không có bà, một mình nó với bà mẹ nó với người chị gái hỗ trợ nữa vẫn nuôi ba đứa bình thường, đúng không? Chứ ngày xưa bà nghĩ thằng con bà đã có trách nhiệm trong gia đình này, cứ sáng sỉnh chiều say rồi cái như là loạn choạng là lại ăn đoàn oan nữa, nhiều lúc là cũng vì ăn đoàn mà cái như ê mình ơ mẩy không đi lao động cái sống được nữa, đúng không? Thằng con bà chẳng qua lúc đó đó, tôi nói thật sự ra đó, bà con nào bây giờ nhìn vào cái đây chắc là cũng biết rất rõ, lúc đó thằng Sang á nó giống như một cái như là một cái máy xây tiền, cho nó đâu biết làm ra tiền. Cái sáng sỉnh chiều say đó là cái như bà con nghe nói rồi, đến thậm chí bây giờ nó có những cái mà cái cuộc sống mà nó lo bản thân nó, bây giờ con nó đâu nằm bệnh viện đó mà cái nó vẫn ăn nhậu đấy. Lúc mà chị hai nó vô đó mà nó còn cái mặt của nó còn đỡ gừ đấy, nó còn cái như có những cái câu từ nó quất lại đấy, thì bà con nghĩ đi đó. Chị hai nó là chấp nhận rồi, chị hai con Trang chấp nhận rồi đó. Đi bà còn thú sẵn như một vật sắc nhọn rồi đó. Bà nói chỉ cần là bà đổi mà. Đó vì sao bà muốn cứu con em của bà. Đó. Một cái thằng đàn ông chi mà cái nó thật sự bây giờ với chị vợ nó cũng không từ. Đấy, mẹ vợ thì nó đánh như hàng ngày. Thích là cái như là chỉ cần mẹ vợ mà nói một tiếng đó, là nó đờ mờ cả bà mẹ vợ luôn quý vị. Cái thằng rể khốn nạn vậy. Đó. Hồi giờ bà con nào có thấy cái loại rễ này không? Đấy. Mà tại sao bây giờ phải binh thằng này? Tôi nói trách con Trang thì phải chửi thằng Sang cho nó đã cái nư. Đó. Tất cả hậu quả hôm nay xảy ra là do cả như là cái thằng Sang là ngừ mà cái như thực tác động rất nhiều. Đó. Về cái vật lý, về tâm lý mà nhồi nhét cho con Trang trong suốt một khoảng thời gian đó là 6 năm. Đấy, nó mang chắc là nó ức chế quá nhiều quá. Thì bây giờ nó thật sự ra bây giờ mình là một bà nội mà nó thật sự bà nội đây đó nha, bà nội đây là nói thật sự nè, nếu như tôi là mẹ của con Trang thì dứt điểm bà nội bây giờ không có cửa mà để ngồi để mà chăm cháu mà để cho cộng đồng mạng để khen, mà đây là một trong những lời khen là cái như là người ta không biết, chứ nếu mà người ta biết rõ ra đó thì bà nội đây không đáng một xu cái gì. Tôi đó thương cháu cái gì mà đến bây giờ ba đứa không có đứa nào có giấy khai sinh, túi cũng đã là chuẩn bị đến trường đã, giá cây xanh không cho, không có vì lý do là không có cái giấy chứng sinh đã. Cái nhất cái thứ hai thương cháu cái gì mà lúc con dâu mình nó đi bệnh viện nó sinh nở mà nó qua nó hỏi nó mượn tiền á thì đưa 2 triệu, rồi cái như khi nó quay về nó mượn thêm để mà lo trang trải thì cái như không được. Ủa nó xin cháu nội mình mà cháu nội mình sau nó cũng là đỡ tang cho mình rồi chứ, giả sử sau mình mà sống
là cuối đời thì cái như là cháu nội nó cũng phải đỡ tang cho ông bà nội, đúng không? Mà nghĩ sao mà cái như là đã không đủ tiền nó quay về nó mượn là không cho. À, mà tôi hỏi thương cháu thương cái chi? Mà tôi nói cái thời điểm bây giờ đó mà sống còn theo cái kiểu gọi là phong kiến, à, cha mẹ đặt đâu là con ngồi đó hả? Ông nghĩ bây giờ ông chắc là dạng như là ta điền đấy, rồi cái như là con trang là chánh cái gì đó. Con trang là cái như với ông là chánh cái chi cả quý vị, nên chọn su gia đồ. Bây giờ ông ngồi một đống đó mà ông đi chọn su gia, tôi sợ ông thiệt. Thà ngay từ đầu tôi nói trong cái clip ở công tâm, tôi nói thẳng luôn rồi, thà ngay từ đầu ông dạy dỗ con ông đó, ông dạy dỗ con ông á là thâu con ơi, hôm nay con đừng có đi chập bậy nha, khi nào mà để cho cha mẹ chọn nơi là gọi là nó môn đăng hộ đối đó. Đồ bây giờ anh chơi cái kiểu bài là giống như môn đăng hộ đối quá vậy. Khi nào cha với mẹ chọn được cái nơi môn đăng hộ đối rồi, lúc đó cưới gì rồi con mới hành sự đó. Còn bây giờ con đừng hành sự, ráng cắn răng chịu đựng đi con. Đồ ổng mà dạy được con ổng như thế không có hậu quả rồi đó. Thành con ổng cũng dạng thành mất dạy, nó đâu có nghe lời cha đâu, cho nên đi là chọt bậy, mà cái chọt đến lúc con trang là con đã xấu rồi đấy, mà gây hậu quả nghiêm trọng đó. Đẻ ba đứa rồi quý vị mà vẫn không chấp nhận con cháu, ủa sao kỳ vậy? Ông sống trong cái thời kỳ nào mà hay vậy hả? Cái thời kỳ bây giờ mà anh nghĩ bây giờ giống như thời xưa, giống như một điền chủ ngày xưa đó, giống như bây giờ là cái như là cha bảo con là con đây là con không được cãi, áo mặc không qua khỏi đầu đấy. Bà con nào xem cái tuần cải lương mà Tô Ấn Nguyệt đó đấy, có cái nghệ sĩ Diệp Lan đóng đó quý vị, mà Diệp Lan là mới cách đây 2-3 ngày cũng mất rồi, xin chia buồn với gia đình đấy. Ông nói câu là áo mặc không qua khỏi đầu, cái tư tưởng của ông già của thằng Sang bây giờ như thế quý vị, cũng là áo mặc không qua khỏi đầu. Đồ bây giờ con cái là để lùm đùm lờ đờ đó, mà mình một ông nội vô trách nhiệm, phải nói thật vô trách nhiệm, chứ không phải áo mặc không qua khỏi đầu, chơi gì kỳ đó. Thấy thế thì thật sự bây giờ ổng có tư cách chi mà gọi ổng là một người xui quá vậy, thậm chí là một ông nội cũng không xứng luôn. Đấy, thật. Ổng không tốn một cái như 1.000 tiền rượu à, mà được con dâu với được ba đứa cháu nội, thấy ngon không? À, mà không biết trân quý, không biết trân trọng. Làm thì có cái chuyện mà ông lời một cái mà rất hời thế mà ông lại không biết trân trọng, mà chứng tỏ con người ông là cái não quá ngắn rồi. Người ta đó à, tốn cả mấy trăm triệu à, để cưới một con dâu, rồi thậm chí là cưới gì không sinh được đấy, phải đi là nhờ bác sĩ, nhờ kể như cái tiên tiến của khoa học à, để mà cấy ghép để mà được một đứa cháu nội. Mà đằng này ổng không tốn một xu, nói thiệt sự quý vị, ổng không tốn một xu mà bây giờ ổng được con dâu nè, được ba đứa cháu nội nè, quý vị thấy sướng không? Quá sướng nữa, do con người ổng là một con người cổ hủ, không biết là trân trọng những cái gì trước mặt. Nên bây giờ anh cứ nghĩ là bây giờ cái vấn đề là ổng nói ra là cái như là đúng, ổng nói ra là đúng, mà thật sự con ổng đâu phải là cái dạng nhưng mà tốt lành gì quý vị, cũng dạng là vào tù ra khám, cũng dạng là cái như là trên răng dưới là đâu dép cùng, chứ có gì đâu, đúng không? Mà lại đi cái hạch sách con người ta đấy, tranh thủ đến từng chút một. Tôi nói hai vợ chồng ông già này tham lam, tôi đang nói về cái lễ sống ở đời, còn xíu tôi nói về cái pháp lý ông này không có tư cách. Đấy. Ông tham lam đến mức quý vị mà nói thật sự ra đó, đấy, ông nghĩ bây giờ cái cơ hội đó, cái cơ hội là chắc là quay con bé Yến lên rồi quay con Trang lên, mà anh thường quân cho tiền chắc là sang cái gọi máy YouTube tới quay chân què ông lên chắc ông cũng được mớ, đúng không? Cho sang đó là việc đầu tiên là anh ngồi anh lết đấy, là anh quất một câu là cả nhà nó lấy tôi 200.000 đi chơi với trai. Đồ một cha chồng mà anh nói câu mất nết thiệt đó. Mà anh nghe thôi, anh nghe thằng con Trang nói thôi, cho nên cái cũng chính từ cái vấn đề mà anh nghe mà anh không có sự kiểm chứng, cho nên là kể như là nói thật sự vợ chồng thằng con ổng là sống không yên, cơm không lành canh ngọt, cũng là do kể như là cái phía nội. Tôi nghĩ do phía nội là cái 90% rồi đó. Còn phía ngoại bây giờ bà con nghe thấy đi, bà con hãy vui làm cha lang thang Sài Gòn, xin được like nha quý vị. Phía ngoài đó thì tôi nói bà ngoại à, bà sống rất có trách nhiệm với con cháu,
Có nghĩa rằng bây giờ cái sức của bà đó cũng là sức già cả rồi, yếu rồi, thì bà cũng lo bà đi cả như là rửa chén quét nhà cho người ta, giặt giũ cho người ta mới có được đồng lương để đem về để nuôi cho nó. Thì đó là cái trách nhiệm của người ta với con với cháu theo cái khả năng của họ đó. Thật là những lúc mà cái như là bà không đi làm được thì bà ở nhà, tôi nói quý vị, chỉ cần bà ở nhà bà chăm con đó thôi thì xem như là đỡ cái biết bao nhiêu tiền rồi. Tôi nói bây giờ cái trường hợp của thằng Thận mà đã thuê bốn đứa con của nó mà mất cái 6 triệu cho chị thằng số trăm, bà con nghe rồi đó. Mà cái thằng này ba đứa đó mà nếu chăm cũng tầm 6 đến 7 triệu một tháng, chứ không phải là cái như là cái dạng dạng ít hơn, tôi nghĩ là nó cao hơn đó. Mà bây giờ có bà ngoại bà chăm là quá sức rồi. Hai vợ chồng bây giờ tôi thật rất cái như điếu mà nó biết điều, nó biết trí thú làm anh, biết cầu tiến, là hai vợ chồng sống rất phà phà luôn. Đây, vợ chồng thì xin vô một cái công ty nữa là đó, sáng tèn tèn đi chiều về, lương tháng hai vợ chồng cộng lại cũng được 12-13 triệu đó. Đấy là tôi tính cái mức là bình thường không tăng ca, đúng không? Thì 12-13 triệu đó sống vô tư rồi, con mình có bà ngoại chăm, đúng không? Đỡ tốn tiền kể như là thuê kể như báo mẫu như thằng Hẳn đó, mà lại không biết trân trọng. Đấy, mẹ vợ đó mà nó coi như ô xin á, nói động tới nó là nó đờ mờ cả mẹ vợ luôn, là kể như là dung tay múa chân là tấn công mẹ vợ. Ủa cái thằng rể nào cái thái độ nào như thế đó. Tôi nói quý vị, cái vấn đề đây là do nó mà mình mới có những tiếng nói mà mang khẩu nghiệp. Đấy, cái dạng một thằng rể bất nhân đây quý vị, quý vị mà khẩu nghiệp tôi cũng chữ đó. Con rể gì mà sống kiểu khốn nạn. Tao hỏi thằng Sang, bây giờ mày dành những cái tác động vật lý đó mà mày vừa mà tác động những người sinh thành mày đó, đó, thì mày vừa mà thử mà làm được hay không? Hoặc là mày ra với người hàng xóm mày làm được hay không? Mày thấy cái như là vì người ta thương con của người ta, người ta câm nín để cho nó qua chuyện, thì càng nước mày lắng tới. Ủa sống sao một thằng rể mà khốn nạn vậy quý vị? Ủa một xã hội văn minh tự nhiên có một thằng đâu lạc loài cái như một thằng rể mà khốn nạn, mà chơi kiểu mà đánh cha mẹ, mà lên cộng đồng mạng nó dương dương cái mặt là nó mang kính đen, nó giống như là nó mang cặp kính cận giống như nó là một thư sinh. Tôi có biết đâu bữa đó tôi say quá rầu cả như là cả như tôi kiểm soát không được, đồ nó đánh mẹ vợ nó say kiểm soát không được. Mày đi vô công an nó say kiểm soát không được. Giao thông bây giờ người ta cũng cấm rồi, anh có cái hơi men đó là anh không được cả như lưu thông, đấy là luật rầu đấy. Còn nếu lỡ uống thì ở nhà ngủ, còn anh quậy thì gọi là mất an ninh trật tự ở địa phương đấy, thì anh cũng bị hốt đầu. Mà bây giờ nói thật sự về luật anh này cũng sai, mà về hiếu anh này cũng tựa lưa hạt dưa, có đúng chó gì đâu. Đấy, mà đề đầu con Trang ra chửi. Tôi thấy những ngày vừa qua bà con chửi con Trang nhiều hơn chửi thằng khốn nạn này, cho nên hôm nay tôi chửi thằng này lại để trừ lại. Mấy ngày vừa qua đó bản thân tôi cũng chửi con Trang, nhưng mà tôi chửi thầm, tôi đồ cái con này mà con của nó mà nó dục từ lên gác xuống là con này cũng tào lao, con này cũng khốn nạn. Nhưng mà mình tìm hiểu lại đó là cái sự khốn nạn của con này là do thằng chồng nó đốt đuốc đó. Cái sự khốn nạn của con Trang là do thằng Hận, nó là thằng châm ngòi cho một cái sự khốn nạn của một người mẹ. Có nghĩa rằng lúc mà anh từ trên gác anh nhảy xuống là anh kẹp hông lại con này vô là cái tay lật cái anh chơi quý vị. Tôi nói quý vị mà nói thật sự, đi ra đường mà một con mũi hoặc là một con mù mắt mà nó bay vô mắt đi đó, bà con thấy là nó đau cỡ nào rồi, nó sốn cỡ nào rồi. Muốn chi là cái cùi tay của nó đây mà nó dùng hết sức bình sinh của nó dụi vô đấy. Tôi hỏi quý vị chịu nổi hay không? Không ai chịu nổi một cái luôn, đừng nói chuyện mà hai con mắt nó bầm như trái màng tơi. Đấy, mà giờ cái đề đầu con Trang ra chửi thì chửi như thế nào? Chửi con Trang một thì phải chửi thành Sang 10 tôi mới chịu. Đấy, vì sao? Nó là một người bị hại. Con Trang là chẳng qua nó có những cái hành động liên hoàn trong cái suốt quá trình là bà con cũng nghe rất rõ. Có nghĩa rằng khi là bị kể như là thằng Sang tấn công, đè nó xuống rồi cứ đánh nó, là lúc nó hỗn loạn là cái nó vùng dậy và nó chạy, là cái nơi nó chạy của đầu tiên đó là cái nhà trọ hàng xóm. Cái dãy trọ người ta cắt một dãy đó, bây giờ nó chui trúng cái phòng trọ của là cái chị hàng xóm, cho nên là nó dùng nó gom tất cả các đồ đạc là nó đẩy ra ngoài.
Thì cái chị chú phòng trọ, cái chị mà thuê phòng trọ đó, chị nói là cái phòng đây phòng của tao. Bắt đầu nó nghe được, bắt đầu nó mới chạy về phòng đó, là nó túi mẹ nó ra ngoài, nó chốt cửa lại và nó ẵm con nó lên đó, là cái như là lên trên đấy, là chỉ trong vòng tích tắc, là cái thời gian đó mà xảy ra vấn đề chưa được 5 phút đồng hồ mà cái hành vi của nó giật con của người mẹ và nhảy lên gác hạ xuống đấy, đấy là trong thời gian tôi nghĩ là chưa đầy 20 giây đó. Thời gian nó chưa đầy 20 giây, có nghĩa rằng cái một cái sự nó bấn loạn về cái tinh thần trong một cái chuỗi thời gian mà nó liên hoàn tất cả mọi cái sự việc, chứ nó không có cái sự ngưng nghỉ đó quý vị. Nếu tôi đâu quý vị, nếu